gió rồi cá đối nó ra các bạn. Nuôi trời gió nước lên á, nước nó chảy. Rồi cá đối ra ngoài cống mình nhiều lắm. Mình, lấy cái bàn chặn mình chặn mình lấy đúng cái chày mình kéo lên các bạn. Cá đối này là cá thiên nhiên nha. Cá này thì không có nuôi nha các bạn. Cá này mình lấy nước ở ngoài sông nó tự vô luôn nha. Mấy bữa trời gió là rồi nó theo nước á, nó chảy ra rồi nó chảy ra. Mình chặn bắt lại. Cá này thịt nó rất là ngon nha các bạn. Tại vì cá thiên nhiên 100% nè. Cá này bạn nướng rất là ngon. Mình chiên cũng ngon nữa. Kho cũng ngon nữa. Kho lạc cũng rất là ngon. Lâu lâu nó ra nguyên bầy các bạn. Ra nguyên bầy 5-6kg gì đó. Mình chặn ra. Mấy con cá bự này bán cũng có giá trị luôn các bạn. Mấy con mà khoảng từ 3 đến 4 con ký á. Giá cũng rất là cao các bạn. Rồi bữa nay mình vẫn được nguyên bầy luôn. Kéo chắc có 2-3 chạy mất này bạn. Con cá nó quá trời bự luôn. Cái đối này mình làm món gan muối rất là ok các bạn. Món gan muối á. Hoặc là các bạn nướng muối ớt cũng rất là ngon. Nói chung cá này làm món gì cũng ngon các bạn. Tại vì cá nó thịt nó ngọt lắm. Nó vô cái thùng chày này nó gói quá mình cũng mở cũng hơi lâu nha. Vô mấy cái túi đó nó gói nó dính lum luôn. Gỡ ra từ từ. Đó được cũng hai chạy đó là cũng cỡ 2-3 ký rồi đó bạn. Đây kia là cái cống rồi bạn. Cống rồi đó. Kéo mình rồi, rồi bị kéo tiếp nữa các bạn. Cha mình đang kéo dưới bằng cái chạy đó chặn lại. Này là trong cái cống xi măng các bạn, cống mình tổ vuông á, tổ vuông bằng cái cống này nè. Có hai cá này ra chặn lại. Cống mình rất là dài nha các bạn, tổ vuông ở Nam Cà Mau. Mình kéo lên chạy thứ ba nha. Cái đối này rất là khôn các bạn. Kéo tới kéo lui mà nó chạy tới chạy lui hoài. Kéo nó cũng còn sót, cái nông hết nổi à. Kéo có 2-3 chạy, 4 chạy nó mới hết nổi các bạn. Tại vì nó theo mấy cái kẻ chạy cho nó hút chưa. Tiếp tục tạo chạy bắt cá các bạn. Nói là cái okay. Lâu lâu chừng tháng ngoài vậy đâu mấy bữa nước lên trời gió là nước nó chảy là rồi mấy cá này ra thận bắt hết thôi rất là dễ nha các bạn. Đúng vậy. Kéo cái lú sổ thì nó dễ, còn kéo cái chày thì nó vô mấy cái túi này nó gối trong mấy túi này đỡ nó hơi lâu các bạn. Cá là lựa mày, lựa cá bự, cá nhỏ đi nha. Đó, cá đổi, cái xong rồi bạn, nha. Cá bự là chơi nhiều nè. Lá lá đứt nè. Rồi, 9kg 2. 8kg 7. 8kg 7 luôn cá nha, 9kg 2. Vì nó biết 8kg 7 cá, thì mình lựa cá bự, cá nhỏ nè. Từ xanh luôn các bạn, từ sông luôn nè. Đừng có cái bự nó bự nè. Anh đi luôn tay luôn. Ui được cái bự kia ha, cái nhỏ kia này, cái nhỏ lâu hết thì 8kg 7 nha. 8kg 7 là hai loại bự nhỏ. Bây giờ là cá bự không. 16kg 2. Vì 5kg 7. Rồi 5kg 7 cá bự.
bỏ vô mấy con như 6 kg vậy, 6 kg cá bự nè.